rồi. Ăn chổi chị chuyên tính trường tính phủ nên làm ba. Cái cái bốc chuẩn không? Có á. Nên làm tư này. Thua rồi đấy. Cái này là thua. Từ từ, cho nốt cho lại năm bàn. Hai bàn. Sáu. Sáu bàn. Sáu, mười bàn cơ hả? Bốn, bảy. Đó. Đến lần bảy là phải đập. Bây giờ mới khó này. Bây giờ sao mà vơi được này? Và đây. Đây 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 đây. Tung lên. Này. Này. Mắt phải nhìn theo. Em tung nó bị lệch cái thế mà tung thẳng lên. Thẳng lên dễ bắt hơn. Được rồi, được rồi, được rồi.